chị cũng chậm hiểu mà, chị chậm hiểu. À, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ rơi con. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ rơi mẹ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay, và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ rơi bố. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Bố. Đầu tiên là mình sẽ xỏ một hạt chữ màu. Đây là phần đầu tiên của mình nha mọi người. Phần đầu tiên của mình đây nha mọi người. Mọi người, đây là phần đầu tiên của mình. Giờ nó bị cấm túc làm tối rồi. Buồn ghê. Vừa là sao không? Chị sao chừng được. Không sao. Ngồi nghe nhạc. Bắn FIFA đi với điều của mình sẽ tiếp tục đi lại đi tiếp nhé. Á, vừa bảo bạn kiểm tra để cho nó không xong. Mọi người đây nha, đây là màu vàng của mình nhá. Màu vàng của mình đây nha mọi người. Màu thứ hai của mình là màu vàng nhá mọi người. Cái gì? Mình xóa màu đỏ nha mọi người. Ở đây có ai nghe không? Nghe cái đoạn nhạc nào anh nghe được biết được ra nhạc. Vẫn thế nào? Không biết. Nghe đoạn nào anh nghe cái đủ được ra nhạc. Sau màu đỏ mình sẽ xỏ tiếp tục với màu xanh luôn nha. Nhưng mà chỉ có nghe nhạc thì mới nổi được cái đường xem cho bằng. Nó xanh đi. Không biết. Phải tìm hiểu cái đường. Hey, anh Công ơi. Nhắn tìm em nào đây? Em gì? Đang tán với em vào ở Trung Dã. Có cái nick gì được em ơi. Ui ôi, hàng khủng bố luôn. Hàng khủng bố. Bây giờ chi tiết một câu hỏi nhé. Trùng dạ xả lắm anh ạ. Nhìn cũng mít. Chụp cây ok, được cái là nhiều cái đầu của hàng vàng nhìn hơi có chịu rồi. Thầy nó hàng to đấy chứ. Cầm. Nghi đỏ ơi. Cầm. Rồi. Không phải đánh vào nỗi đầu của người khác. Nỗi đầu chỉ là cái gì? Nếu mình đánh dấu đây. Bây giờ mình sẽ xỏ tiếp là màu cam nha mọi người ơi. Mình xỏ màu cam nha. Bây giờ mình xỏ màu cam nhé mọi người. Nếu cho đi sẽ nhận lại thì lấy đâu ra hay có phải nghĩa về đồng ý nghĩ rồi nghĩ sao mọi người. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xỏ màu hồng nha. Bây giờ mình xỏ màu hồng nhé mọi người, màu hồng nha. Vợ anh tìm gương xinh, mẹ anh tìm, anh tìm gương xinh.
sẽ nối vòng của mình lại nha. Như vậy xem mấy cái thùng mặt đó. Vòng của mình sắp xong rồi mọi người nha. Vòng của mình sắp hoàn thành rồi nhá. Các bạn ơi, một xíu nữa là xong nha. Mọi người ơi, vòng của mình hoàn thành nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Để các bạn thích cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mọi người ơi, vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Đây là vòng của mình đã hoàn thành nha. Video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Xong rồi, dễ lao thôi. Dễ lao không? Lâu lắm rồi mình mới mở mồm bảo lại lao đây nè, bạn ơi.